Quý vị và con, quý vị và con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Tại cơ sở sản xuất cây giống quý hiếm và quả thương phẩm chất lượng cao của Hà Bưởi Ngon. Vừa có cây giống quý hiếm, vừa tư vấn kỹ thuật chăm sóc, vừa bán hàng quả cao cấp ra thị trường. Đồng thời Hà Bưởi Ngon cũng đang hợp tác làm người tư vấn kỹ thuật về máy nông nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Tiến Ninh, chuyên nhập khẩu và lắp ráp các dòng máy làm đất đa năng của Nhật Bản như bà con đang theo dõi đây. Còn đây là Hà Bưởi Ngon đang xuất cây giống nên Ba Vì để trồng trên trang trại Ba Vì của khách hàng.